Và vô hai, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người channel của mình là Toàn MC. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục về video tập tiếp theo của Nhật Ký Bedwars, nhưng mà hôm nay sẽ là phần thứ hai để xem coi hôm nay chúng ta có gì may mắn hơn tập đầu tiên hay không nha. Ok, chúng ta bắt đầu vào game nào. Ê khoan, bây giờ chọn đội đúng không? Bây giờ chọn đội. Tao thấy màu xanh lá cây đẹp á thì chọn màu đỏ đi. À, thằng kia mày hắt mày xuống dưới hả mày? Bật cái lóc kia ra thằng xuống. Ơi xuống đường nè. À đù, biết luôn, chưa bắt đầu mà thôi, chạy đi tham quan map trước đi ha. Hy vọng là cũng sẽ vào thấy, đừng có sửa cái lỗi này. Ok, cuối cùng xong vô được một ván thì nãy giờ mình đợi khá là lâu. Rồi 15 giây nữa bắt đầu nè, nóng rồi đó nha. Liệu đội đỏ có mang tới chiến thắng. Thôi mình chọn builder đi, builder qua lấy kim cương trước, mà lúc nào vậy? Vô. Ủa cái ông mua đồ rồi. Lạc cái gì lạc, lạc ông mua đồ là chuyện mày đó. Ra coi tao lấy tao đi lấy kim cương cho. Xây đi, xây cái kiểu bảo vệ đi. Kim cương ở đâu ta? Kế bên đội mình, kế bên đội xanh nước Bỉ luôn á. À vậy là trình độ đặt lóc burger của tôi. Làm gì làm, tôi lượm kim cương trước cho mấy bọn, bây giờ tôi nâng cấp tem tôi trước, có nên qua sơi nó luôn không? Tôi nóng quá mọi người ơi, chắc qua sơi nó luôn. Không được, đã nóng rồi không có làm gì cho bớt nóng được đó. Thằng bé đó là qua, nó mà chơi bất công nè, Rồi thấy ông trà ở đây mà. Qua tới nhà tao chơi luôn rồi. Đồ. Rồi, cân 2, cân 3, cân 4, cân 5, cân 6, cân 7, cân 8, chứ cân 10 quá đỉnh. Tôi chết rồi mọi người, tôi ăn được 3 mạng mà tôi chết rồi, tôi chưa có cúp. À, còn một lốc nữa là xong rồi. Kìa kìa tụi nó qua kìa, kìa. Chúng ta phải ăn đậu xanh lá trước mọi người ơi. Thằng biển hả? Ơi thằng biển nó qua đúng không? Ôi thằng biển qua. Bà nội, xuống dưới. Mày xạo thằng tiếp theo. Wow. Ôi em trà, ôi một thằng đó này. Ok. Em cành quá à. Ôi. Không còn gì để mất nữa mọi người ơi, bây giờ chúng ta qua công luôn nha. Tụi kia nó mất giường rồi, bây giờ không còn gì để mất nữa. Qua chơi cân 2 luôn. Mà lấy kim cương tao. Ra đây. Ủa. Má chúng ta hết sạch vàng rồi, má nhà này nó lút hết vàng không chừa gì cho mình luôn mọi người ơi. À, mày ăn thì mày ăn vừa thôi, mày ăn quá luôn. Đâu có vũ công luôn kìa. Ôi đỉnh chưa, giỡn mặt với Toàn MC. Ngày đầu tôi chơi hơi ngu nhưng mà ngày sau giờ tôi chơi hơi giỏi. Chưa đánh nhau rồi kìa, rồi quá à. Bây giờ chúng ta về chúng ta nâng cấp các kiểu mọi người. À mình đang có lợi thế là mình có được hai bên luôn á. Bây giờ chúng ta kế bên chúng ta là đội đen thù lùi, đội xám, nhưng mà đội xám nó không có người. Hiện tại thằng mid của YMC nó bị hư rồi nên là chúng ta sẽ tạm thời không nghe nó nha. Thì nó bị khùng rồi, thôi kệ đi, không sao, chúng ta cân được. Miễn sao nó thủ nhà cho mình là được. Mình cần 4 kim cương để mình đi PVP. Mình chỉ có PVP là giỏi thôi nên là mình không có giỏi gì mấy cái khoản khác. PVP phá nhà nó thôi mọi người. Ta mang lại chiến thắng cho team mình. Ta nên đồ mạnh chút xíu đi ha. Ta lấy cái cúp thôi rìu đi. Sẵn ta BBB luôn mà đúng không mọi người? Chúng ta đi qua lấy kim cương ha. Nói chung là bây giờ nhà của chúng ta đã rất là xịn, nó tận tới 2 cái lần. Không lo nữa. Hồi nãy server khá là lắc nhưng mà mình vẫn cân được nha, mình hơi bị đỉnh luôn á. Đó, thấy không, có lắc nè. Lấy tạo kim cương level 2, ok nó ra kim cương nhanh hơn. Vậy đi. Thì chúng ta sẽ nâng cái rồi cái này lên luôn nè. Nóng rồi đó. Thì chúng ta sẽ nâng tới cái giáp. Chúng ta sẽ nâng cái giáp của chúng ta. Mà bây giờ là mình cần tấn công. Mình tấn công cái đội xanh lá cây nha mọi người. Mình thấy đội xanh lá cây nó cũng từ nãy giờ thấy cũng chướng mắt á. Chơi nó luôn ha. Ngại gì vết bẩn đúng không? Từ đội xanh này bắt qua hình như nó có ổn người ta. Hay là đội xanh lá cây nó vẫn còn cái giường nè. Thì chúng ta phải bắt qua. Để coi coi. Ở đây mà bắt qua nó có phát hiện không ta. Mình sợ nó thấy. Tại vì nãy giờ nó không đi đâu hết á. Cái đội nó đứng yên có một chỗ à. Cái đội đâu mà chán vậy. À nó đánh nhau rồi kìa. Ghê quá. Chúng ta sẽ là tem thứ hai tem tiếp theo qua đánh tụi nó, mà chúng ta chưa có cúp mọi người. Hai từ từ đi, chúng ta đi lấy cúp đi. Trời ơi tôi bội vàng quá, mọi người thông cảm nha. Mình sẽ chơi cúp kim cương của chúng ta, bây giờ chúng ta đang hai bên luôn rồi, ta quá là mạnh rồi, quá biết rồ rồi. Từ từ đừng cúp cái này chứ, cúp bên này nè. Đó, để mình nhảy cho mình cân, mọi người thấy mình đỉnh không? Đội vàng kìa, đội vàng kìa, bây giờ nó đang tấn công là nó cay. Rồi bây giờ mình sẽ để cho nó đánh nhau, căng quá. Rồi ăn xá lá cây hay vàng ăn nè, rồi xong vàng ăn luôn xá lá cây té rồi, ngủm rồi. Rồi trong lúc này nó đang rối á, thì bây giờ mình sẽ qua. Ôi ghê vậy, đội xanh lá cây bay rồi kìa, chưa bay giường rồi, đội xanh lá cây bay giường rồi. Rồi hay quá, còn thiếu một cái nữa. Từ mình hơi rối mọi người à, nó mình mua bậy bạ luôn rồi nè. Vừa lắc rồi, sao vừa lắc rồi. Đội nó qua kìa, đội xanh lá cây nó mất rồi, nó mất cái giường rồi, bây giờ mình qua mình đánh nó luôn ha. Mày giỡn với Toàn MC rồi, mày chết chắc. Thằng nhỏ kia Thịnh 2k6 vô quất đi Thịnh. Lắc quá, server lắc quá. Trời ơi, két được không? Được cái kêu nào luôn. Bây giờ sẽ còn đội đỏ, bây giờ còn đội vàng và đội xanh nhạt và đội trắng. Trời ơi, thắng mất dương rồi. Ai sẽ là người chiến thắng nha mọi người? Tập đầu tiên các bạn hơi bị nóng hổi luôn mọi người. Đừng quên để lại cho mình một nút like, một nút đăng ký và một nút share nha. Trời ơi, nhiều khi rối vui quá đừng quên em thông cảm. Đây, bây giờ mình sẽ lên. Bum, giáp level 2. Ổ 8 của kim cương luôn, mày vip thế mày. Chúng ta nên mua giáp kim cương ha. Giờ mình sẽ đi qua bên kia mình lượm lọc lục bảo. Rồi bây giờ chúng ta chỉ dồn vào giáp đoạn này thôi, tại vì mình chủ yếu mình PVP mà mọi người. Bây giờ mình sẽ đi xa một chút xíu. Ơi cái con này nó làm gì vậy? Ơi. Bây giờ mình sẽ qua đội vàng mình tấn công luôn, vì đội vàng nó phòng thủ sơ sài. Bây giờ mình sẽ bắt mình sẽ đẩy lén luôn. Bây giờ là mình sẽ đi đẩy lén ha. Hồi nãy mình có thấy rồi, nãy mình nhìn sơ qua là mình đã thấy một chút xíu về cái đội hình bên đó. Mà con nhỏ này cũng đang đi xa, thì chúng ta lợi dụng cái thời điểm này chúng ta sẽ qua tấn công nó luôn. Bây giờ là mình sẽ không cần, mình sẽ cần rìu thôi. Thì hãy tấn công khá là lạng xạ và đội vàng nó đang qua, Má giờ nó cân hơi bị đã luôn ba. Trời ơi, tem bạn muốn khóc luôn. Cho tem mình đầu nhanh chứ. Ủa vàng đâu? Trời ơi, sao có 3 cục vậy? Mở cái đường gỗ, có thằng qua. Hùng dữ thế. Nó biểu diễn hả ta? Ôi, thằng tem rớt vậy. Thằng vàng nó té nè. Cái vậy? Múa cột và biểu diễn này, xuống bài ông nội. Ủa? Rớt lại. Thằng vàng nó bị xẻ sâu. Nó cứ qua tay mình nó tấn công hoài luôn á. Mày nó hết rồi. Rồi này thì qua tấn công tay mình. Thằng trắng nó ăn cái giường của thằng vàng rồi. Mày xạo. Mày đùa với anh trắng của tao. Nó chơi một mình nó mà nó đánh ghê thiệt á. Thôi mày ở nhà đi, tao qua đội vàng tấn công cho. Rồi. What the fuck đội. Thằng trắng ghê vậy. Nó cân hai luôn kìa. À thấy rồi. Ê mày có hát không vậy ba? Nhìn ghê quá à, VIP Pro. Rồi nó ăn táo vàng cùng phép luôn. Sao? Solo BBB. Ôi. Ôi. Thằng này còn của mình nó à. Giờ mình chơi được nó là mình sẽ thắng. Bây giờ nó sẽ chơi trò chơi dơ là bằng cách là gậy đánh xa. Thằng này cũng được á. Má trận nào chơi vậy cũng khá là lâu rồi đó. Trò bị đặt xây lên lớp 3 rồi mọi người. Nhưng mà nó không phải qua đây nó phá giường của mình nè. Thằng này nó cũng phải phá thôi, nó không phá sao nó thắng được. Bây giờ nó đang thứ nhất là nó đang câu mình, nó sẽ câu đến cuối trận. Bây giờ vòng 10 giờ. Không, cái này là nông cắt. Không phải, cái đó là kim cương tối đa. Đó kim cương tối đa còn lúc mà hết trận luôn á, tính cả lúc mà còn nếu mà còn giường luôn á. Mày nó tính làm cái gì vậy? Thì nó không muốn bị bay xa đó, nó cục nó back 2 luôn á, nó mình đặt lắp bị lõm hả ta? Thì cái mình đặt lắp bị lõm mọi người ơi. Nó dụ mình á, nó khiêu chiến với mình á. Nó muốn khiêu chiến á, nó dụ mình tới đánh mình bay xa ra. Thằng này chọn nít mày. Có lòng Ender là bay quá trời đó. Về làm cái cung, đi. Đừng có dụ tao. Lấy cung đi. Có cung rồi nè, Lấy đây. Trời ơi, thôi mày đặt cầm kiếm chạy ra để mình dí là chạy nó mọi người. Trời ơi. Đó, quéo liền. À tim nha, nó còn 13 tim, Mày đứng bên này không? Ui, rút đầu các bạn. Ê khoan, mày canh đi nha, mày canh đi. Tao giờ mới nghĩ ra một cái kế hoạch rất là hay ho. Ôi, quay lại hả? Bà nội này. Ôi. Gì ba? Thắng rồi. Trời ơi. Thấy chưa, nó buộc phải phá giường của mình. Trận này win nha. Vậy mình có 3 lớp mà. Vậy mình em làm tới 3 lớp rồi. Win trận đầu, ngày đầu tiên khá ngày thứ hai nó khá là thay đổi ha. Ngày đầu tiên ha mọi người, ngày đầu tiên nó hơi quê tí xíu thôi, mà ngày này nó thắng được trận đầu tiên. Bây giờ chơi trận tiếp theo nè. Ok, bây giờ mình đang bắt đầu ván thứ hai. Hồi nãy khá là lắc nên là mình không có quay lại được khúc đó. Lắp đi. Này chơi tem 3 người á, vừa đủ luôn. Lắp tên vào vậy. Bạn nghe ra, Ok. Lấy kim cương trước cho tem chứ. Để mua cái cách luôn cái. Để áo lớp luôn. Rồi cái gì vậy? Mới vô nha. Chưa gì hết. Chưa có gì xảy ra hết á. Tự nhiên mới vô làm pha hết hồn mà. Nghe cái đùng là hết hồn à. Đội đỏ gần tôi nha, đỏ chưa có bảo vệ giường nha. Tôi thấy hơi gì rồi đó, tôi qua thiệt đó. Hơi lỏng đó. Hơi lỏng là tôi qua đó. Kim bán 8 kim cương, what the fuck, sao 8 kim cương ghê vậy? Nhớ chứ đâu có phải 8 đâu. Nó nâng lên hết này. Rồi nó đôn giá lên rồi, Chơi giờ chết rồi. Cần cúp đá rồi mọi người. Còn lại qua chơi hết á. Thôi xà lá qua. Kìa nó mở hàng rồi kìa, tấn công đội đỏ cái đã. Xanh lá mở hàng nè. Rồi nó qua chơi xanh lá luôn rồi kìa. Hay thế. Tem có tem chất lượng á. Ấy tấn công xanh lá luôn nghe ha. Mày chết với tụi tao. Tem mình máu quá. Ôi lắc rồi. Ủa ông chết rồi nè. Má đúng lắc luôn á. Mày giỡn với tao hả mày? Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn nha. Ôi! Ủa thằng này sao đứng yên rồi? Vậy ba. Bro. Ủa thằng màu đỏ rớt này à? Chơi. Ở đây màu xanh. Hai màu xanh qua. Từ từ mày, tao mới mua đồ mày. Má lắc quá. Qua lại. Sao lưng mày kìa. Ôi, thằng con dây sao lưng mày kìa. Má cuộc chiến căng thẳng giữa YMC và Rele. Ô làm gì? Gót biết đặt lóc, gót biết. Ghê thế. Qua đây bro. Ui, định mệnh đâu hết. Ngang máu rồi. Ui chít. Mày xạo. Tao chịu được hết. Mua lóc ender đặt vô, không có lóc ender đặt hả? Lóc ender chống bơm á. Đù, tiệm nó hai nào gớt luôn kìa. Rồi, xanh lá cây luôn. Này thì qua tấn công. Xanh lá cây hả mày? Gụm củ tỏi. Tầng 24. Ok được. Đội vàng căng thẳng thế, nóng thế. Ủa rốt cuộc bên kia là đội vàng hay đội đỏ mà nó che cái lóc vàng vậy ta? Sao tụi này hai ba tem gì không hiểu gì chưa vậy? Đội vàng như kìa kìa, đội vàng nó đang đứng bên chỗ cái gì vậy? Ôi. Rồi xong tay mình thoát luôn, tao biết ngay mà cái mùi này. Vậy bro này làm sao mà bắn cái gì vậy? Kìa đội vàng chuẩn bị qua nó chưa cái nó có kim cương luôn rồi, nó đang qua mình kìa. Mua cái ghẻ đánh xa, đi. Đội đỏ với lại đội vàng đang qua. Ấy hai tụi nó chơi tem với nhau á. À đồ. Chơi tem với tao hả mày? Mày bay cho tao, bay. Ủa gì? Má nó chơi tem kìa, nó chơi dơ quá hả? Đội đỏ đội vàng chơi chung một tem. Đây như là hình như đội đỏ là có đương gì đấy. Ừ, nó chơi dơ á. Đúng rồi, vậy là chơi kiểu Giờ thôi đó thằng em, mấy gái này chắc luôn. Rồi rồi, tao biết tao làm gì, chơi màu đỏ chứ. Không chơi, chơi đỏ chứ. Chơi đỏ chứ, đỏ con đứa. Đỏ con đứa nó không biết bảo vệ mẹ vậy. Má nó chơi bảo kê gái chứ. Tụi này chơi dơ thì các mọi người. Má nó chơi tem phối hợp. Mà một mình chơi tới 2 tem luôn á. Cái kiểu mấy gái này chắc không. Mấy gái cái đường sáng mắt ra trời ơi. Kiểu. Đi giáp cái thôi. Nói mà cái da hoài. Mày. Ấy. Không, nó thằng đó thằng vàng, nó full, nó có cái giáp kim cương luôn rồi, khó chơi lắm. Mày xạo hả mày? Chạy rồi. Qua đây. Ơi vô kìa, đi vô. Chạy rồi, quá kìa. Chán, đừng có shopping nữa. Được hết đây. Cầm được nha. Kệ tụi nó qua thôi sao á. Ủa thì chém thôi. Dễ mà. Cái thế giờ mình vô dụng quá. Đó không được nhiêu. Ở nhà đi, tao qua được rồi, ở nhà đi. Lắp nốt cái. Mấy chồng có lem thì mày sao? Ôi thằng giáp kim cương nó đang qua chỗ này vậy sao á? Tao qua tao chơi luôn nè. Ôi! Vậy đó là. Ôi! Trời ơi là trời. À, vàng nó đang mít vậy. Rồi mấy bờ đồ nó chạy về kìa. Nó tính chơi thủ á. Nó tính thủ ở phút cuối á. Để tao đánh rồi. Thằng chạy xuống bên này. Chạy xuống này. Đánh nó đi. Ui. Ôi. Đâu gãy nó sao, Thằng giáp kim cương quá phá. Đâu rồi. Rồi xong, rồi bây giờ tổng tấn công nè. Đây nó còn 2 đứa à, trời ơi núp ở nhà nữa chứ. Má ơi chơi dơ kìa, chơi dơ mà chơi thua kìa. Má tính ra tụi nó 4 đứa lận, tính ra thằng đỏ là 4 luôn á. Thằng nội ơi. Chào chậm rồi, chào chậm. Rồi xong. Quá hay. Nó thồn quá. Mua đầu chậm á. Rồi để xem thôi. 10 vàng. Không có vàng. Thì đó. 4 viên rồi đủ luôn, tao qua tao tấn công thằng kia cho. Rồi, bây giờ nè. Ê đó kìa, qua. Rồi mẹ em cân lượng có kia luôn, Xong, đủ. Ai trời ơi. Vậy đâu qua tao lấy cái gậy tao đập vô đầu cái qua. Úi giời. Ăn ai. Chơi dơ với chúng tôi. Rồi ok. Mọi người ơi, tập video mình sẽ kết thúc tại đây. Mọi người thấy video hay nhớ like, subscribe, share cho mình để mình tiếp tục ra video tập tiếp theo của My Gap Bedwars ngày thứ ba chứ. Thì ngày thứ 2 tập này tụi mình thắng 2 ván liên tiếp luôn. Mỗi tập mình chỉ quay 2 ván, ví dụ như mình thua nhiều quá mình sẽ quay 3 hoặc 4 ván. Ok, mình sẽ kết thúc tại đây nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở trong phần tiếp theo. Mọi người đừng quên ủng hộ mình trên nền tảng YouTube, TikTok và Facebook. Xin cảm ơn mọi người nhiều. Bye bye.